Chào mọi người, mới mua chậu hoa đồng tiền đẹp quá nè. Quay chia sẻ cho mọi người coi cho xem. Đồng làng biết rồi. Cái này có được ra nhiều cái nụ này, cái này sẽ được ra được lâu dài này, cái này mấy cái bắp nhỏ này, quá nhiều này. Cái này trị giá 200 ngàn là 10 đô. Trưng